Rồi, hello, xin chào anh em ha. Nay mình lên một con Kawasaki FE400 nè anh em ha. 13 ngựa rưỡi ha. Cái này là cái khóa xăng mình bỏ trong cái boe cho anh khách ha. Anh khách anh đã chốt rồi ha. Đây mình đổ chụp giật lên cho ảnh luôn ha. Chụp giật chó sắt ha. Chụp giật chó sắt hai chó nha anh em. Chó sắt hai chó ha. Bao giật ha. Bao giật chỉ đứt dây giật này thôi. Nè, dây lô kéo dài cá là nó đã tưa rồi. Đầu lô tiếng gắt. FE400 ha. Đề sạc làm đầy đủ hết ha. Đây FE400 13 ngựa rưỡi ha. 13 ngựa rưỡi. Đây. Nắp cò cực kỳ đẹp ha. Đây là lượt nhớt của nó ha. Mặt hình da băng. Đây cái lốc. Cái lốc còn rất là đẹp ha nè. Cái cùi xong nè, cùi xong nó còn sẽ lè này ha. Hai cùi nè. Này có ốc lắp gì lắp nó chưa xét nữa nè anh em ha. Đây mình đề cho anh em coi ha. Ngon lành ha. Test nổ, test giật nổ ha. Test giật nổ, một tay một giật anh em. Đây bật công tắc lên ha. Mày áo máy là cái này nè. Qua tuôn gắt là chạy ha. Tới tuôn gắt nó cứng nó nặng lắm anh em. Nhưng mà anh em kéo qua tuôn gắt cái là nó chạy rồi ha. Cực kỳ đã. Tại cái này là do mình độ cái tôm lớn nên giật nó rất là nhẹ ha. Tay một ha. Rồi xong, chuẩn bị đóng hàng lên khách ha. Rồi anh em là có nhu cầu thì alo cho mình ha. Kawasaki mình còn nhiều lắm nha anh em. Rồi xin chào anh em.